Xin chào anh chị em bạn. Em là em Ba Bướm. Hôm nay em có cuộc hẹn coi cho những vị khách đó không mời mà đến, để đó giúp họ giải nghiệp giùm anh chị em bạn à. Cho vô đi con. Khách đầu tiên đi, nam hay nữ vậy? Nữ à. Tên gì vậy? Tên Thủy Tề à? Trời ơi tên gì xấu như vậy, má nó bụng. Má nó bụng, tôi nói hồi đó thích kêu bằng cái gì công chúa Thủy Tề, em sẽ đặt tên Thủy Tề vậy. Đẹp hay xấu? Xấu hả, mỏ nhọn hả? Thôi chị cho vô đi. Giờ nữ nên hỏi gì nữ? Cha sao tao bấm quẻ thấy nữ này có gì ăn 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 no nói dối nhiều quá bị mỏ nhọn nha. Trời sửa sửa cái nết là cưng ơi. Ủa mà bình thường cưng tham lắm hả? Cưng cha hang mặn vậy? Cưng nói thiệt đi, đừng nói bậy, ta bấm ra một cái là chết. Cưng thịt không hả? Trời ơi, nhìn cái tướng là biết liền, thấy không, mỏ nhọn quá đó. Giữa này định làm cái gì? À mình lỡ mày tham mày nuốt của người ta nhiêu dữ vậy? Mình nuốt 1 tỷ 2 tỷ đâu có sao đâu, cuộc đời mà ai không tham tiền. Chứ mình nuốt nhiêu? Chà, tao bấm tay hơi nhiều nha. 300 mấy chục tỏi hả? Trời đất mẹ, thằng ơi mày ăn cái gì mà mày ăn dữ thần ôn vậy? Tao thầy bà tao thấy mày ăn vậy tao cũng chóng mặt cho mày luôn. Vì cái giải nghiệp cho mày đây. Mày hỏi tao gì? Làm sao mà ém 300 mấy chục này mà người ta không biết hả? Khó quá mày ơi, không biết mày viết sách được không? Mày biết làm thơ làm văn gì không? Không mà nhìn tầm mà tầm chán mày tầm tối quá chắc mày không làm được đâu. Không biết mày làm cái gì lớn hơn đi. Mày đầu tư cái gì lớn hơn mà mày làm sao miễn sao mày nói mày lời mấy trăm tỏi của mày là được rồi. Mày còn nhiều nữa hả? Mấy đợt trước mày giấu nữa hả? Trời thôi, nói chung mà để tao bấm lại về tao suy nghĩ lại về, tao gọi cho mày sao nha. Chứ cái nghiệp mày nặng lắm đó. Trời mày ăn gì mày ăn dữ vậy? Mày ăn gì mày ăn tràn ăn mạt vậy? Mày ăn quá trời hại mày đó, tháng này đang mưa đó nha. Thôi đi về đi. Khách tiếp theo đi. Nam hay nữ vậy? Nam mà nhìn giống nữ, nữ mình nhìn giống nam hả? Vô đi. Nam tên gì vậy? Tên gì? Gì khạc dữ vậy? Đàm. Cái gì đàm, có đàm hả? Cái gì một cục đàm thì ra mãi khạc đi giờ vô. A đàm một cục, trời tên đặt tên ác dễ sợ. Giờ nam được có cái gì chắc dấu hỏi tôi vậy? Sao? Lỡ làm gì? Lỡ hại đời trai của nhiều người à? Trời ơi sao mày ác dữ vậy? Mày chơi mày gì mà chơi như búp bê vậy? Mày thương ai, mày thương một người thôi được không? Trời ơi mày bông trái mà mày chơi như vậy là chơi tàn nhẫn lắm đó mày ơi. Toàn chơi trai mới lớn không hả? Trời mày nghiệp quá nha, để tao cúng giải hạn cho mày nha. Giờ sao nữa? Mày cũng tham như nhỏ đó nữa hả? Mày có bạn không? Bạn chơi chung nhóm mà. Giờ con nhỏ đó 300 mấy, mày đừng có nói tao mày 500 nha. Nếu mà nhiều đợt cộng lại cũng hơn hả? Thôi tao sợ tôi bay thiệt, ăn gì mà ăn quá. Giờ định hỏi tao làm gì hả? Mày cũng làm y chang như nhỏ đó, bây giờ mày làm cái gì miễn sao mày tăng doanh thu lên bằng cái số tiền mày thôi. Về đi, chóng mặt quá, cho vô đi. Còn nhiều khách lắm mà. Sắp tới ai vậy? Mắm tôm à? Lan té giếng à? Trời ơi tên đọc không vậy mày? Anh chị bạn à, khách em còn đông quá. Chắc hẹn một like sau mới coi hết được nha anh chị bạn.